Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 6 tháng 11 năm canh tí. Ngày này là ngày bính thân, tháng mậu tí năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bạo Quang, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tức, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỵ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, sơn hạ hỏa, ngày bính thân, tức can khắc chi, nghĩa là hỏa khắc kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, sơn hạ hỏa, kỵ tuổi, canh dần, nhâm dần, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi nhâm thân, giáp ngọ thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày thân lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn thành thủy cục, xung với dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi giáp dần, nhâm dần, nhâm thân, nhâm tuất và nhâm thìn. Tuổi sung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp, tốt mọi việc, sao thiên hỷ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao thiên phúc, tốt mọi việc, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao tam hợp, tốt mọi việc sao mậu thương tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho sao đại hồng sa tốt mọi việc sao hoàng ân tốt mọi việc sao thanh long hoàng đạo tốt mọi việc sao xấu trong ngày cũng có gồm sao cựu không kỵ về xuất hành cầu tài lộc khai trương sao cô thần xấu đối với cưới hỏi sao thổ cẩm kỵ về xây dựng nhà cửa an táng. và hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng chính Đông. Sau đây, mời các bạn cùng đuốn xiêm tử vi 12 côn giáp thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân Tý Thìn, cho nên bạn đang có được vận quý nhân dẫn đường trị lối nhờ thế mà bạn tuổi Tý nhanh chóng tìm được người thực sự yêu thương và chia chở cho mình dựa bao lựa chọn khác. Ngày này với bạn tuổi Tý, tình cảm giữa hai người tiến triển nhanh chóng, tin vui tới tấp báo về. Với bạn đã có đôi có cặp thì có thể sẽ đi đến quyết định nâng cấp mối quan hệ cao hơn, chọn ngày này để cùng về ra mắt hai bên gia đình nữa bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi tý bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này mang theo tin chẳng mấy mong muốn khi mà tiền bạc của bạn tuổi tý trong ngày này chi tiêu khá nhiều với bà tuổi tý dễ cảm thấy trông tranh khi túi tiền của mình nhẹ bẫng hẳn xua với mọi khi bạn thiếu đi sự tự tin khi trong túi chẳng có đủ tiền vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim tiền bạc tiêu tốn nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng tử vi tuổi bính tý thuộc thủy tình cảm thăng hoa rực rỡ tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa tình yêu đến bất ngờ có thể gắn bó bên nhau tử vi tuổi canh tý thuộc thổ hại tỉnh táo để chọn người phù hợp với mình tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc tiền bạc túng thiếu dễ lâm vào cảnh nợ nần vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh lục màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Thân tuổi Tỵ Từ vi tuổi Sửu, thứ bảy, ngày 19 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang cảm thấy thất vọng vì những biểu hiện của đối phương. Bạn nghĩ rằng người ấy có thể chu đáo quan tâm mình hơn một chút, nhưng dường như người ấy lại vô tâm, chẳng hề để ý tới bạn ngày này đối với bà tuổi Sửu đang gặp ngày thổ sinh xuất cho kim, bạn đã quên với việc chăm sóc đối phương nhưng người ấy thì có vẻ chỉ quên đón nhận mà chẳng biết phải lô cho đi. Điều đó không khỏi khiến cho bạn tuổi Sửu cảm thấy chạy lòng. Và với bà tuổi xỉu, bạn cũng cần phải thẳng thắn để nói ra những suy nghĩ của mình đối với đối phương. Có thể, người ấy vô tâm thực sự nên chẳng để ý tới bạn. Còn đối với người ích kỷ, bạn có thể tự đưa ra lựa chọn riêng cho mình để không thấy buồn tuổi nữa. Vài tử vi tuổi ất xỉu thuộc kim, tình cảm cần được vun đắp từ hai phía. Tử vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy, buồn bã và tổn thương vì không được quan tâm. Tử vi tuổi kỷ xỉu thuộc hỏa, cần thẳng thắn ngồi nói chuyện với nhau. Tử vi tuổi tân xỉu thuộc thổ, Đừng mặc định yêu nhau là phải hiểu được hết mọi điều, từ vi tuổi quý xỉu, thuộc mộc, chớ nên giữ những bất mãn ở trong lòng. Vài đánh giá của bạn tuổi xỉu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi cho nên bạn tuổi dần sẽ gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía gia đình, người thân đối với chuyện tình cảm của mình. Bạn tuổi dần không thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại trở nên xấu đến như vậy. Ngày này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh bù đắp lại cho những nỗi buồn về tình cảm là bạn tuổi dần đang có được sự may mắn trong chuyện tiền bạc bạn tuổi dần bạn có thể sẽ được trao cho nhiều cơ hội để kiếm tiền nhanh chóng chỉ trong một ngày hôm nay cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán với bạn tuổi dần đang phát đạt mở rộng quy mô tới không ngờ và chính bạn tuổi dần đôi khi cũng cảm thấy choáng ngợp về những gì mình đã làm được và không thể tin nổi vào sự may mắn mình đang có ngày này với bạn tuổi dần cái việc xuất hành cầu tài lộc khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, ký kết hợp đồng đều rất tốt. Và bạn cũng cần chú ý xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Nam và tài thần, hướng chính đông để tăng thiêu vận may cho mình. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, tình cảm bất lợi, dễ bị phản đối. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, có nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ trong ngày này bận rộn nhưng chẳng thiếu tiền tiêu. Từ vi tuổi canh dần thuộc mộc hạnh phúc có vẻ vẫn nằm xa tầm với. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim hãy tập trung vào phát triển chuyện kinh doanh. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 3, số 5, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ về tuổi Mão thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão có vẻ sẽ phải đối mặt với những mâu thuẫn bất đồng trong gia đình ngày hôm nay bởi bạn tuổi mão đang gặp ngày có kim mộc tương khắc có những chuyện bạn thấy là bình thường nhưng đối với người khác lại là bất thường và với bạn tuổi mão, khác biệt về quan điểm gây ra sự tranh cãi, không ai chịu bình tĩnh ngồi xuống để lắng nghe đối phương giải thích mà chỉ khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình cho nên mới gây ra những hiểu lầm đáng tiếc. Ngày thứ bảy này, đối với những bạn đang còn độc thân, nếu bạn còn không dỡ bỏ những định kiến về tình cảm thì có thể sẽ để lợi nhiều mối nhân duyên tốt đẹp trong ngày. Và bạn tuổi mão cũng đừng có nghĩ rằng ai cũng có một người luôn chờ đợi mình khi bạn một mực từ chối đối phương vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy cần học cách lắng nghe hơn là tranh cãi tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa đừng quá căng thẳng trong mọi vấn đề tử vi tuổi kỵ mão thuộc thổ gia đạo bất an mâu thuận nảy sinh tử vi tuổi tân mão thuộc mộc cần học cách sống bao dung và tha thứ tử vi tuổi quý mão thuộc kim đừng đòi hỏi sự hoàn hảo trong cuộc sống Vài đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. tử vi tuổi thìn thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang cảm thấy rất chi là hạnh phúc khi được người ấy gật đầu đồng ý. Sau bao cố gắng và nỗ lực chứng minh tình cảm của mình thì người ấy cũng đã hiểu được lòng bạn trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi thìn bạn cũng đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn nâng đỡ cho nên cuộc sống gia đình của bà tuổi thìn cũng trở nên dễ thở hơn khi các thành viên biết chia sẻ và quan tâm lẫn nhau không quản sự ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình mà thay vào đó là sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau nhưng trong ngày 19 tháng 12 năm 2020 này đối với bà Tử Thìn, bạn lại đang gặp ngày có Thiên Quan chiếu mệnh, cái điều này nhắc nhở bạn Tử Thìn cần đề phòng trước những lời đường mật, nịnh bợ bởi bạn đang có điểm báo, có kẻ tiểu nhân đang tìm cách để lấy tiền của bạn, nguy cơ mất mát vì cho vay mượn, đầu tư không đúng chỗ trong ngày hôm nay là rất lớn. Vì vậy, với bạn Tử Thìn cần đặc biệt chú ý túi tiền của mình, không tiêu xài lung tung cũng như là không cầm tiền nhiều đi ra bên ngoài, không cho vay mượn về tiền bạc nữa. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ có nguy cơ mất tiền hao của, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ hạnh phúc với những gì mình đang có, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc cần nghiêm túc nhìn nhận sai lầm, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim tin tự không đúng chỗ dẫn đến họa mất tiền tử vi tuổi nham thìn thuộc thủy chớ để mình mù quáng đánh mất phương hướng vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ có thể cần phải mở rộng lòng mình để đón nhận tình yêu cho bản thân cũng như là cho đối phương thêm cơ hội để có được hạnh phúc. Ngày này đối với bà Tử Tỵ, bạn đang có được báo hiệu gặp được mối quan hệ ngũ hành nhị hợp mang lại cho bạn nhiều nhân duyên tốt đẹp. Và với bà Tử Tỵ, bạn đừng có mãi từ chối tình yêu vì nghĩ rằng còn một thứ tốt đẹp hơn đang chờ mình ở phía trước. Bạn cần phải hiểu, có những thứ đã qua đi là sẽ chẳng bao giờ trở lại. Người thực lòng yêu thương mình chẳng có là bao nhiêu. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi tỵ bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, nhắc nhở bản mệnh tuổi tỵ cũng cần phải tập trung để kiếm tiền trong ngày hôm nay. May mắn tài lộc được khởi vượng chỉ cần bạn bớt chút thời gian rảnh là bạn có thể kiếm được số tiền kha khá trong tuần này nữa. Đặc biệt, trong ngày 19 tháng 12 năm 2020 này đối với bạn tuổi tỵ ngày này bạn đang có được tin báo tốt lành, niềm vui đến, gặp gỡ trao đổi công việc được thuận lợi, có số lộc khố theo chân, tài lộc ầm ầm đổ về nhà. Và với bạn tuổi tỵ nếu như bạn xuất hành đi xa trong ngày, cũng nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây nam và tài thần, hướng chính đông để tăng thêm vận may về tài lộc cho mình. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa tiền bạc được dồi dào, kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ tình yêu đến gõ cửa trái tim. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc cần phải đón nhận tình yêu ngay khi có thể. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim đừng mãi từ chối hạnh phúc và đẩy nó ra xa. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy chính bạn phải là người thay đổi sau những thất bại. Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 2. Số 7. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam. Quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ đang gặp được ngày có chính tài nhập mệnh, cho nên bạn tuổi ngọ trong ngày đang có được tài chính vượng vàng, không cần phải cân đo đô đong đếm quá nhiều. Nếu thực sự thích muốn đầu gì thì bạn tuổi ngọ có thể chiều lòng bản thân, tuy nhiên không nên phung phí quá đà trong vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tử ngọ bạn cũng đang gặp ngày có kim họa xung khắc cái điều này làm cho bạn tử ngọ đang có điểm báo có những mâu thuẫn trong mối quan hệ vợ chồng đôi bên cần phải bình tĩnh để hiểu rõ lý lẽ của nhau tình yêu không có nghĩa là thấu hiểu mà hai bạn còn phải tự ý thức được điều này đối với những bạn còn độc thân trong ngày thứ bảy này có thể sẽ cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm một nửa cho mình. Bạn chỉ muốn dành cả ngày nằm dài và thụ hưởng hoặc là đi chơi cà phê cùng với bạn bè, ngại ngùng cho những buổi hẹn hò. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, tình cảm tồn tại nhiều mâu thuẫn chưa được giải quyết. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, tài chính vững vàng, không lo túng thiếu, từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ nên hiểu và thông cảm cho nhau, từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc đừng phung phí tiền bạc thái quá. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi đang gặp ngày có nhiều bất ngờ. Tiếc rằng, đó chẳng phải là chuyện vui với bạn. Bạn mệnh cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình, với lựa chọn mình đã đưa ra. Ngày này đối với bà tuổi mùi cũng đang gặp ngày thổ sinh xuất cho kim. Bạn đã quên với việc nhường nhịn, hy sinh cho người khác mà không ý thức được rằng việc đó sẽ khiến cho cuộc sống của bạn mất đi nhiều màu sắc so với người khác. Tình yêu chẳng những không được thăng hoa mà còn có nguy cơ trở thành chiếc vòng kìm kẹp khiến cho bản mệnh tuổi mùi không thể phát huy được hết mọi thế mạnh của bản thân mình. Bạn cần phải học cách từ bỏ khi đã hết duyên. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim trở nên mù quáng khiến cho mình phải chịu khổ. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy tình cảm nên đến từ hai phía, từ vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, yêu thương không có nghĩa là hy sinh bản thân, từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ, bạn có thể chọn yêu theo cách hoàn toàn khác, từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc nên trân trọng chính bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 3, số 8, giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là có thể bạn tuổi thân đang đốn nhiều tài lộc về tay mình trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp được ngày có kim khí cực vượng, vận may về tài chính, sự ấm quại lòng của bạn tuổi thân sau nhiều thất bại trước đó. Và với bạn tuổi thân, đôi khi chính bản thân của bạn cũng không thể tin vào những sự may mắn mà mình đang có được bạn hãy bước vượng chạy từng bước một, đừng có tham lam mà dốc hết mọi thứ mình có vào một canh bạc. Ngày 19 tháng 12 năm 2020 này đối với bạn tuổi thân, bạn cũng đang gặp được ngày có tài khí vượng. Cái điều này cho thấy nếu như bạn tiến hành kinh doanh, khởi nghiệp hay là mở rộng quy mô làm ăn sẽ rất thuận lợi với bạn. Và bạn mệnh tuổi thân hãy lên kế hoạch trước cho từng hành động của mình trở nên bốc đồng, bộp giật. Và đặc biệt đó, trong ngày này đối với bạn tuổi thân, nếu như có ý định xuất hành đi xa, bạn sẽ được quý nhân phù trợ, buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, mọi việc đều tốt, cầu tài lộc đều được thuận lợi. Và đặc biệt, bạn đừng quên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Nam và tài thần, hướng chính Đông để tăng thêm sự may mắn cho mình. Vậy từ về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tiền bạc ùn ùn kéo về nhà tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa kinh doanh buôn bán phát tài phát phát lộc ngoài sức tưởng tượng tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ có nhiều may mắn trong chuyện làm ăn tử vi tuổi canh thân thuộc mộc kiếm tiền dễ như trở bàn tay tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim dễ dàng tìm được cơ hội phát tài phát lộc và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 2 số 6 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thìn tuổi dậu từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Dậu, chua chúng ta thấy là với bà tuổi Dậu sẽ có được một khoảng thời gian vui vẻ bên người thân yêu của mình khi mà bà tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Dậu thân tương hội trao cho bạn mệnh có được sự may mắn trong chuyện tình cảm lứa đôi. Và với bà tuổi Dậu, bạn thích cảm giác có được một ngày êm ấm bên người thân, bạn chẳng cần nhiều hơn, chỉ như thế thôi là đủ. Gia đình mang lại cho bạn cảm giác an toàn, thư thái chẳng ai có thể tạo ra được. Ngày này đối với bà tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày có Kim khí vượng, cái điều này làm cho bạn đang có dấu hiệu về sức khỏe, bạn cần lưu ý không để mắc phải các bệnh về phổi hay là về đường hô hấp sức khỏe của bạn suy yếu, sức đề kháng giảm sút, bạn cần phải tìm cách để tập luyện, nâng cao sức khỏe cho mình, ăn uống khoa học, ngủ nghỉ đầy đủ. Về tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc thủy, sức khỏe sa sút, dễ ốm đau bệnh tật, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tình cảm thăng hoa rực rỡ thiêu năm tháng, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, có thời gian thư giãn bên người thân, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, cần phải chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Từ vi tuổi quý dậu thuộc kim có những kỷ niệm ngọt ngào khó quên. và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tuất xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tuất trong ngày hôm nay đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tư hội nâng đỡ, cho nên bạn tuổi tuất đang có được sự bình tĩnh và sáng suốt hơn trong những quyết định của mình bạn không để cho tình cảm chi phối quá nhiều với bạn tuổi tuất Thứ cần phải dứt bỏ thì vẫn phải dứt bỏ, như là khối u, càng để lâu thì càng nguy hiểm, càng gây ra nhiều sự đau đớn. Và bạn tuổi tuất cần phải quyết tâm để không lùi bước, dù biết tổn thương là điều khó có thể tránh khỏi với bạn. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thiên quan nhập mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất đang có điểm báo, có những chuyện xui rủi mà bạn tuổi Tuất có thể sẽ gặp phải do bị tiểu nhân ngáng trở, tiền bạc có thể bị lừa gạt vì bạn tuổi Tuất không đủ kiến thức và vội tin vào người khác. Bạn rất dễ bị túng thiếu. Cuối năm rồi, Tiền bạc kiếm tiền thì dễ nhưng tiêu tiền thì rất nhiều bạn tuổi tuất cần phải chú ý điều này. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ tình cảm mất mát có khi lại là chuyện tốt với bạn. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ tiền bạc tổn hao tin người thái có. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc điểm báo hao tài tốn lộc. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim cần tỉnh táo, bình tĩnh và sáng suốt, tử vi tuổi nham tuất thuộc thủy, chớ nên quyết định mọi thứ quá mức vội vàng. Vài đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi dần tuổi ngọ từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên bạn tuổi hợi nên tránh xa những người chuyên làm mình bị tổn thương. Đừng để cái mát tình cảm khiến cho bạn trở nên mù quáng và để mặc người khác trà đạp lên mình. Trong vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi hợi, ngày này bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh đây là lúc cho thấy bạn tuổi hợi cần phải quyết đoán hơn. Định hình là trong chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán đều rất suôn xỉa và thuận lợi do bạn mạnh tuổi hợi biết nắm bắt được thời cơ đúng lúc, đúng chỗ và bạn tuổi hợi hãy cố gắng phát huy thế mạnh của mình hơn nữa. Có thể trong ngày này sẽ là một ngày khá bận rộn với bạn, nhưng bù lại thì số tiền mà bạn kiếm được không hề ít, có thể sẽ mệt mỏi nhưng nhìn thấy tiền, cầm tiền trong tay thì bao nhiêu mệt mỏi cũng đều sẽ tan biến hết. Ngày này đối với bà tuổi Hợi là ngày rất tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng và nếu như bà tuổi Hợi xuất hành đi xa thì cũng nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng chính tạ chính đông để tăng thêm vận may về tài lộc cho mình. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tình cảm mù quáng dễ dẫn đến nhiều sai lầm. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tiền bạc kiếm được rụng rỉnh thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi kỵ hợi thuộc mộc may mắn về tiền bạc nhưng chẳng may về tình cảm. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim cần phải dứt bỏ những thứ không hợp với mình. Từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy hãy mạnh dạn làm điều mình cho là đúng. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.